Phương Linh và Hồng Loan kính chào quý vị khán giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Coop. Mua gì ở đâu hôm nay với chủ đề làm đẹp và sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin đặc sắc về thế giới mỹ phẩm làm đẹp. Và đặc biệt, quý vị sẽ được tìm hiểu những lý do cơ bản gây ra vấn đề gãy rụng, hư tổn tóc phổ biến hiện nay và phương pháp chăm sóc tóc đúng cách. Như thường lệ, mở đầu là phần tin cập nhật. Thưa quý vị, trong tuần cuối của chương trình trân trọng cảm ơn khách hàng năm 2017, từ nay đến ngày 26 tháng 11, hệ thống siêu thị Co-op Max và Co-op Extra trên cả nước sẽ thí điểm tạo hiệu ứng Black Friday đầu tiên của hệ thống bán lẻ hàng tiêu dùng hiện đại trên cả nước. Theo đó, Co-op Max tổ chức chương trình giảm giá khủng cho hàng loạt sản phẩm của các mặt hàng thực phẩm công nghệ, đồ dùng gia đình, thời trang, các sản phẩm thương hiệu Co-op Max và hóa phẩm. Cụ thể, trong chương trình lần này, khách hàng sẽ được mua các sản phẩm có giá khuyến mãi như bàn chải đánh răng Co-op Max giảm còn 7.500 đồng một cây, nước tẩy toilet Co-op Max giảm còn 9.900 đồng một chai 500ml, miếng đậu xanh Double Dragon có giá 14.500 đồng một gói 200g và nhiều sản phẩm khác như khăn tẩy trang, túi đựng rác Co-op Max cũng được khuyến mãi chỉ còn một nửa giá tiền. Chương trình sẽ tiếp tục kéo dài từ nay đến hết ngày 26 tháng 11. Quý vị đừng bỏ qua cơ hội mua sắm cực tốt này nhé! Quý khán giả thân mến, chỉ còn đúng một tháng nữa là đến Giáng sinh. Nếu như quý vị đang chưa biết chọn lựa món quà nào cho các bé thì cũng đừng lo nhé. Nhân dịp Noel 2017, Trung tâm sách Kim Đồng đã xuất bản nhiều đầu sách truyện dành riêng cho thiếu nhi. Đây chắc chắn sẽ là một trong những sự lựa chọn phù hợp và ý nghĩa dành riêng cho bé yêu của bạn. Những quyển sách được xuất bản phục vụ cho Giáng sinh năm nay đa số là các tác phẩm dịch từ ngoại văn, với những câu chuyện quen thuộc như Giáng sinh từ tầng áp mái, Cô bé Martin và đêm Giáng sinh, Cuộc giải cứu ngày Giáng sinh hay Noel miền nhiệt đới. Các độc giả nhí sẽ có thêm những kiến thức bổ ích được hòa mình vào thế giới phiêu lưu diệu kỳ mà từng câu chuyện mang lại. Cái việc mà lựa chọn sách cho trẻ đó, nó sẽ không thể nào nó có một cái mẫu số chung, nghĩa là nó tùy thuộc vào từng đứa trẻ. Thành ra các bậc phụ huynh phải quan sát con em của mình và biết bé của nhà mình phù hợp với cái dòng sách nào nhất. Đặc biệt trong bộ sưu tập lần này, Kim Đồng còn ra mắt bạn đọc tuyển tập truyện kể bên bếp lửa những câu chuyện cho đêm mùa đông. Tuyển tập này gồm 8 câu chuyện đến từ những đất nước và nền văn hóa Bắc bán cầu. Mỗi câu chuyện lại mang đến một diện mạo khác của mùa đông. Hiện nay sách được bán trực tiếp tại Trung tâm sách Kim Đồng, 248 Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với giá bìa 108.000 cho mỗi quyển. Chuyển sang nội dung chính hôm nay, Dolce & Gabbana Việt Nam vừa qua đã chính thức trở thành nơi đầu tiên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sở hữu bộ sưu tập nước hoa đắt giá nhất đến từ Ý mang tên Velvet Collection. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ dòng ký ức của Domenico Dolce và Stefano Gabbana trong cuộc hành trình khám phá mùi hương đã vô tình gợi mở vẻ đẹp của vùng Sicily đầy quyến rũ. Từng chai nước hoa cũng là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Nắp chai được thiết kế từ chất liệu nhung quý phái, cho thấy sự đẳng cấp ngay từ cái chạm đầu tiên. Với hương thơm dịu êm của hoa cẩm chướng, ngọc lan tây kết hợp cùng chút cay nồng của tiêu đen, Velvet Collection hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn giây phút phiêu lưu về một miền ký ức không tên và cảm giác được tận hưởng khí trời thiên nhiên tươi mát của vùng biển Địa Trung Hải. Hiện tại, quý vị và các bạn có thể đến trải nghiệm những nốt hương quý phái mang đậm chất Italy này tại D&G Flagship Counter Diamond Plaza. Tiếp đến là thông tin về mỹ phẩm. Distortion Eyeshadow Palette là bộ phấn mắt mới nhất sắp được Urban Decay tung ra thị trường vào đầu tháng 12 này. Với các màu sắc nổi bật độc đáo dành cho mùa lễ hội cùng với chất lượng vượt trội, chắc chắn sản phẩm này sẽ không làm các tín đồ makeup thất vọng. Distortion Eyeshadow Palette có 10 ô màu mắt hoàn toàn mới cùng với 5 ô màu Transformer giúp tạo ra hiệu ứng strong metallic độc đáo. Mỗi màu đều mang lại một phong cách khác nhau khi sử dụng một mình hay kết hợp với màu sắc khác. Với hai hàng màu mắt đậm ở phía dưới, bạn có thể tạo ra màu mắt tùy thích, sau đó quét nhẹ một lớp của bất kỳ màu nào ở hàng đầu tiên để tạo ra một đôi mắt lấp lánh quyến rũ. Điều đặc biệt hơn nữa là bộ phấn mắt này có độ ẩm cao hơn so với phấn mắt thông thường nên lên màu rất chuẩn và bám màu dài. Distortion Eyeshadow Palette sẽ là phiên bản giới hạn và được phát hành độc quyền tại www.sephora.com
vào ngày 4 tháng 12 và trên trang www.urbandecay.com vào ngày 26 tháng 12. Giá dự tính của sản phẩm là khoảng 1 triệu 100 nghìn đồng. Quý vị thân mến, với thiết kế nhỏ gọn và bắt mắt cùng khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời, kem dưỡng da tay La Cremen mà nhà Chanel mới ra mắt gần đây sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu của các cô nàng muốn sở hữu đôi bàn tay mềm mại. Tuyếp kem được thiết kế hình oval dẹt, gần giống như một hình quả trứng. Chất kem mềm mịn, nhanh thẩm thấu vào da. Phần miệng tuyếp được thiết kế có chốt chặn chữ thập, giúp người dùng luôn lấy được lượng kem vừa đủ, không sợ làm trào kem, kể cả khi đang vội vàng. Thành phần nổi bật của La Cremen là chiết xuất hoa diên vĩ với khả năng làm mờ các vết nám, đồi mồi trên da tay. Bên cạnh đó, sáp hoa hồng giúp dưỡng ẩm và làm mềm da với hương thơm dễ chịu, tạo cảm giác vô cùng thư giãn. Hãng Chanel cho biết kem dưỡng La Cremen có thể tăng khả năng bảo vệ da tay lên 40%, giúp da được dưỡng ẩm tốt hơn 45% và đặc biệt là giúp dưỡng móng tay chắc khỏe hơn tới 70%. Bạn có thể tìm mua sản phẩm La Cremen tại website www.chanel.com với giá khoảng 1 triệu 140 ngàn đồng hoặc liên hệ các đại lý của Chanel trên toàn quốc. Không biết quý vị khán giả và Hồng Loan có đồng ý với Phong Linh không? Hiện nay, đa số chúng ta khi tóc trở nên xơ, rối, gãy rụng hay là chẻ ngọn thì mới bắt đầu những nỗ lực giải cứu mái tóc bằng cách trau chuốt bề ngoài qua việc kéo duỗi nè hoặc là bấm phồng. Đặc biệt là chỉ chăm chút cho cái phần tóc yếu thấy được thường nằm ở đuôi tóc mà ít quan tâm đến phần chân tóc là yếu tố quan trọng đến sức khỏe mái tóc của mình. Hồng Loan đồng ý với Phong Linh ở điểm này. Vậy làm thế nào để hiểu được tình trạng tóc và giải quyết tường tận vấn đề mà mái tóc đang gặp phải? Hãy cùng nghe MC Thảo My mách nhỏ phương pháp chăm sóc tóc của cô ấy nhé. Quý vị và các bạn thân mến, khi mới sinh ra thì ai cũng được ban tặng cho một mái tóc khỏe và đẹp tự nhiên. Nhưng làm thế nào để giữ được mái tóc ngày càng khỏe và đẹp theo thời gian, cũng như là sau những tác động từ quá trình làm đẹp cho mái tóc như là uốn, duỗi, nhuộm là một vấn đề được khá là nhiều người quan tâm, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Là một người cũng có tìm hiểu về chăm sóc tóc, ngày hôm nay Thảo My sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn 3 bước giúp phục hồi mái tóc hư tổn. Và bước đầu tiên đó chính là tìm hiểu xem mái tóc của bạn đang gặp phải vấn đề gì. Tóc được chia thành hai phần, phần gốc và phần thân. Phần gốc của tóc nằm dưới da đầu. Ví gốc tóc giống như hạt mầm, sợi tóc là cây và da đầu giống như mảnh đất. Muốn cây phát triển tươi tốt thì đất phải giàu dinh dưỡng. Mái tóc cũng tương tự như vậy. Để có mái tóc đẹp thì cần phải nuôi dưỡng từ gốc với da đầu và mầm tóc khỏe mạnh. Theo một nghiên cứu gần đây, hầu hết các sản phẩm chăm sóc tóc trên thị trường, nhất là dầu gội đều chứa silicone, một loại hóa chất được cho là bảo vệ tóc, chống xơ rối, tóc chẻ, tạo cảm giác bóng mượt. Mỗi lần gội đầu, chúng ta sẽ tích lũy silicone quanh tóc, khiến tóc có vẻ trông dày hơn. Nhưng thực tế, lớp silicone này khiến sợi tóc ngày càng yếu và dễ rụng vì chân tóc phải gánh thêm một lượng silicone do chính lượng silicone bao quanh sợi tóc gây nên, trong khi chân tóc tự nhiên chỉ có thể chịu được độ nặng của sợi tóc thật. Lượng silicone này còn tạo thành một lớp màng trên da đầu, khiến da đầu không thể thoát nhận từ chân tóc một cách tự nhiên, nên tích tụ ngày càng nhiều hơn. Lâu ngày, mái tóc trở nên xơ xác vì chứa đầy nhựa, mầm tóc không có cơ hội mọc lên, dẫn đến rụng tóc hàng loạt. Vâng, sau khi được soi tóc thì Thảo My biết rằng tóc mình đang bị lớp silicone đóng khá là dày. Và sau khi biết được bệnh của tóc thì bước tiếp theo của chúng ta đó sẽ là gỡ lớp silicone bao bọc da đầu và thân tóc của mình. Các bạn có thể tự gỡ silicone và nuôi dưỡng mái tóc của mình với bộ sản phẩm Leonore hoặc là kết hợp với liệu trình chăm sóc tóc tại các spa chuyên dụng. Để bóc lớp silicone trên da đầu và thân tóc sẽ sử dụng tinh dầu đặc trị riêng. Với da đầu, massage bằng tinh dầu Leonore Grey giúp làm sạch bụi bẩn, chất nhờn trên da đầu, đồng thời giảm rụng và kích thích mầm tóc mọc nhiều hơn. Với thân tóc, massage bằng tinh dầu dưỡng Oil Hue Leonore Grey giúp bổ sung dưỡng chất cho phần thân tóc bị hư tổn và hấp thụ được nhiều dưỡng chất. Gội dầu gội phục hồi tóc hư tổn Leonore Grey giúp phục hồi da đầu, lớp vảy bảo vệ tóc và giảm thiểu đứt gãy tóc.
Lưu ý gội kết hợp massage trên da đầu liên tiếp 2 lần rồi xả sạch. Đắp mặt nạ phục hồi tóc hư tổn nặng, lên thân tóc và massage cho các lọn tóc thấm đều, giúp tái tạo những vùng tóc hư tổn và giữ nước cho từng sợi tóc. Chất đặc trị rụng tóc vào da đầu, phần chân tóc và massage nhẹ để nuôi dưỡng gốc tóc và kích thích mầm tóc phát triển. Bôi serum dưỡng tóc Leonor Grey đều lên thân tóc nhằm dưỡng ẩm, làm mềm mượt và bảo vệ tóc suốt 48 giờ. Wow, cảm giác của Thông Minh lúc này thật sự rất là khó tả. Mái tóc sau khi bóc silicone trở nên nhẹ hơn rất là nhiều. Sợi tóc cũng khô và mảnh hơn do không còn silicone nữa. Trong một vài tuần đầu thì có thể là tóc của quý vị và các bạn sẽ phồng lên nè và rụng đi ít nhiều. Thực ra những sợi tóc này đã rụng từ trước nhưng lại bị silicone giữ lại. Nhưng quý vị và các bạn đừng lo lắng nhé, bởi vì sau một tháng dưỡng nè và chăm sóc tóc tại nhà thì quý vị và các bạn sẽ nhận được kết quả rất bất ngờ. Như quý vị và các bạn có thể thấy, sau một tháng sử dụng sản phẩm Leonor Grey kết hợp với liệu trình phục hồi chân tóc không silicone thì trở lại đây soi tóc kiểm chứng, mái tóc của Thảo My so với ban đầu đã thay đổi rất là nhiều. Cảm nhận đầu tiên đó là mái tóc nhẹ tênh, chân tóc phồng lên mà không cần bấm, tóc con cũng mọc nhiều hơn, rồi thân tóc thì suôn mượt bồng bềnh. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn trong việc tìm lại một mái tóc khỏe mạnh và suôn mượt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phóng sự tiếp theo của Mua Gì Ở Đâu. Thương hiệu Leonor Grey từ Pháp có lịch sử hình thành và phát triển hơn 45 năm, có mặt trên 40 quốc gia, trở thành chuyên gia chăm sóc tóc hàng đầu thế giới nhờ triết lý chăm sóc và gìn giữ nét đẹp tự nhiên của tóc. Bộ sản phẩm phục hồi tóc hư tổn từ Leonor Grey được tuyển chọn từ những thành phần cao cấp, lành tính, tự nhiên và đã được kiểm chứng cũng như nhận được phản hồi tích cực từ hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, quý khách hàng sẽ được kiểm tra da đầu, soi tóc và trải nghiệm bộ sản phẩm của Leonor Grey phục hồi tóc hư tổn do công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Hà phân phối độc quyền tại hệ thống showroom sau. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn Sài Gòn Co-op đã đồng hành cùng chương trình. Xin chúc quý vị khán giả có một ngày mới tràn đầy năng lượng và thật nhiều niềm vui. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube theo địa chỉ trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại vào 6 giờ sáng mai cũng trên kênh HTV7.